tảng đá lớn như thế này này, hay có bạn ẩn nấp đó mọi người. Mình sẽ dùng công cụ mình moi bươi đảo ra. Những khang hơn nữa. Vàng mà ở trên núi như thế này này, này mình chỉ cho mọi người xem nha. Đấy, ở trên núi như thế này, này. Đó. Mưa gió cái nó xói mòn cái nó tuột xuống. Tuột xuống là đất đá thì cuốn theo vàng á, vàng và tự nhiên á, cho nên mặt ở những cái khe như thế này. Pháp kiếm vàng nhanh nhất ạ, cái móc những cái khe như thế này là nhanh. Ở dưới suối mình đãi không có đâu, có cũng có lắm. Ra được nữa. Đù rất cứng mọi người. Bên cạnh ra. Mà móc những cái khe này hay có vàng to, vàng cám ít hơn, nhưng mà vàng mà dạng quặng á, quặng á nó đóng lại nhiều. Cuối cắn nữa. Xe này chắc hàng triệu năm mà chưa ai móc rồi. Móc luôn chỗ này luôn rồi. Bỏ cái máy bằng bình nè. Chút chà, đây có cái hàng
đóng lên một lớp luôn mọi người. Quan trọng là cái lớp sau dưới này nè, hai đóng này. Tình dạng gian nan lắm, như không dễ đâu. Con khỉ này mày ở đâu rồi, tại lung tung hết. Bóp cho đất sét là nó tan ra, nó sẽ trôi ra ngoài bớt. Nhận cái thau này mình chế đã nhanh, cho hai cái thau silicone thôi mà đẩy phà phà luôn á. Quan trọng là có vàng hay không thôi chứ, đẩy sao cũng được. Đây này mọi người, hai cục, hai cục à. Một cục này, hộp em. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Người ta hốc đá là có nè. Zoom kỹ lại cho mọi người xem nhé. Đây là con vàng tự nhiên này. Biết ngay mà có, mà trong hốc đá ra hết hay có. Trải qua hàng ngàn năm lắng tụ không có mới lạ đó. Yeah. Được mấy chục ngàn rồi. Đây, đây, đây.
Đấy, cổ thì nó lăn rồi. Lăn rất uổng. Kiếm mày nhỏ quá, cái kiếm mày mất công đẩy lại. Để nó đã. Vàng thật nhìn phát biết ngay. Nguồn có chút kinh nghiệm tìm vàng mà mọi người. Nhưng mà cái nơi này mà có nhiều người hỏi mình không có tiết lộ nha. Vị trí này mình không có tiết lộ được đâu, được cả còn. Trời trời trời, đâu ơi. Bà mẹ mới thấy đây. Má cục này phải không trời? Cục này hồi nãy không gọi là mình giật cả mình luôn nè mọi người. Thấy là cục đá. Tích phải nha. Thế là hai cục à, tìm trong những hốc đá như vậy đó thì coi như là gặp may, anh em mình gặp may đi, bỏ cho các đêm về. Mò được hai lỗ. Mọi người ở địa phương, mọi người mà đi tìm vàng á, mọi người cứ kiếm mấy cái hốc đá mà mình cứ bơi ra thôi. Hốc đá như thế đó. Trải qua hàng năm năm lắm tụ nó từ trên núi cao nó trôi xuống nó lắng ở đó. Cứ bơi lên là thấy à. Không có bằng to cũng có bằng nhỏ, mình phải kiên trì kia mới thành công được. Chứ mình thì mọi người với mình tìm rất là nhiều hốc đá. Một khoảng hốc đâu, những cái hốc những cái lúc mình thất bại mình không có làm video, mình không có cắt, không có quay lại. Mình cắt nên mình không có lưu. Chúc mọi người thành công nhé. Việt Nam chúng ta chỗ nào cũng có vàng nhé. Quan trọng là sự kiên nhẫn của mọi người thôi.